Thế ôi trà thì phiếu ngon không? Thấy ui đặc sản Hàn Quốc đấy. À Hàn Quốc, đặc sản Hàn Quốc. Có Hàn Quốc có món phiếu á. Ờ. Biết phiếu là gì không? Như phiếu nẩm xương hay gì? Ái xà. Hiểu đấy. Biết ăn món này không? Biết ăn món này không? Có. Có đặc sản gì? Xà. Cũng biết thưởng thức Tết đấy nhỉ? À, sao không biết nhỉ? Ừ. Là giờ đấy, hay là xem phim nhỉ? Cậu, ăn rồi mới nói. Ăn gì người hay là người? Hả? Nó nướng như thế này. À. Đi BBQ à? Ây da, bịt phết đấy. Khá là ngon về rồi à? Thơm nức mũi rồi. Ui đặc sản Hàn Quốc đây. Ui, nóng kia. Chậm thế nhỉ? Yếu đuối thế nhỉ? Mời đừng mời lên bảo ra không cứ bỏng hay sao ấy. Cháu thì có chồng đi bảo ăn thua gì rồi. Được rồi, để tí nữa okay. Rốt mặt kia đã. 1, 2, 3 sắp sửa ngon rồi. Ok à. Okay. Nhìn miếng chả ấy. Nhìn miếng okay. Chả ấy. Nhìn miếng. Thấy gì? Miếng. Mời mọi người nhé. Xin miếng. Ngon lắm. Đấy cầm. Ngon lắm. Miếng ăn của Hàn Quốc à? Có. Mời mọi người nhé. Mọi người nhé. Quá đông, tí nữa xuống uống bia. Nắng từ từ dần dần nó chín hẳn. Miếng to thì chín này. Anh ngâm vào cho ăn đi. Thế anh chán chín hết đi trong vào cho ăn nhé. Chán gì ấy? Ngon quá. Nướng mà. Nướng. Lật chán lật thắt nữa đúng không? Chín hẳn. Cái gì đó là nắng nóng anh em chủ trong mình mới xong được. Chú thử thử cứ ăn ba ơi. Cho cháu ca bia ơi. Ơi cho cháu một lần bỏ. À lần gì? Đây anh em mình sẽ. Hôm nay anh em mình sẽ quyết định xóa. Chú uống bia không chưa? Uống bia. Bia nhá. Đây. Coca. Ok. Đã, bia đâu nhỉ? Mời mọi người nha. Em ăn miếng à. Mời tất cả mọi người nha. Tất cả mọi người nha. Đây ngon lấy mấy cốc? 2 cốc. Một cho lọ coca. Coca còn lấy không? Món gì ngon thế? Ngâm ba thử miếng bà. Rồi bà lấy bia đã, lấy gì đã. Ông Trung. Ông thử miếng không? Đấy. Ông ngồi luôn sang đây đi. Ông ngồi sang đây. Ông ngồi sang đây anh. Ông ngồi sang đây. Đây. Vào lắm ạ. Con mình nhậu hết thế này. Đấy, cũng là mau đi. Ôi, ta cho người kia cho thử máy kìa. Món ăn ngon. Ba thử miếng bà. Ngâm à? Ngâm. Ba thử miếng nhé. Vâng. Thử xem... Ngâm bò. Nhưng mà không phải ngâm bia. Ngâm bò này tuyệt vời. Tuyệt vời. Không, ngâm trâu đấy. À, ngâm trâu à? Trâu á. Ngon lắm. Ok. Ngâm bò nó vui hơn. Nằm trâu với ngon hôm nay kiếm... Đây nằm trâu à? Vâng. Đây ông, ống thử đi. Ok. Mời mọi người miếng bia ấy. Mời ông nhé. Chú uống không? Chạy đi. Ăn ngon lắm bạn. À. Ngon luôn. Cực kỳ ngon. Chấm mỏng nhé. Chấm. Đau không? Giỏi. Không ngồi nhỉ? Dạ. Không hôn mà. Ngồi nhìn nằm bò. Món này nhậu thì rất sảy luôn. Ngon.
cái mũ đỡ nóng nhỉ. À. Mũ đẹp không? Mũ đẹp. Đẹp. Đấy. Vâng. Anh cắn cho nó miếng thịt. Coi cắn cái miếng nhỏ. Ăn ngay mà. Đấy, cho nó ăn miếng. Cho nó miếng thật nhỏ luôn. Đây. Cho nó miếng. Ăn không? Ăn không? Bịp bịp. Con này con bịp bịp rồi kìa. Con đệ đang cho bịp bịp ăn nấm. Nó không ăn. Nó không ăn, nó không ăn. Nó không ăn rồi. Đây này, nó ăn này. Mày phải cho nó ăn chấu ấy. Nó ăn đấy, nó ăn gì đấy. Đấy, nó ăn đấy. Bước xuống cái nào, bước xuống. Đấy. Đấy, không chê nữa. Thôi, tí nữa thì cho nó ăn một miếng đừng có bắt nó thịt nhé. Ok. Hỏ ra, hỏ ra. Hỏ à. Giòn. Giòn thật đấy. Không chết. Không ta có ăn cút. Mượn cái đĩa. Cho tao một đĩa. Tàng ơi. Cho cháu mượn một cái đĩa ấy. Ông Tân ăn nấm không? Gì đấy? Nấm không? Anh cho ăn nấm không? Nấm hả? Làm công việc anh? Nấm châu. Béo béo châu, béo châu. Béo châu. Béo. Béo là béo. Đấy, nấm không? Nấm, nấm, nấm. Đang định lấy đĩa cho ông. Hả? Đây, mời chơi ạ. Thật. Thật không ấy. Thật cũng nào hay là ai làm đây? Cháu làm ấy. Cháu một cái câu thôi ạ. Thật không? Cháu nè. Đây, à, cái cốc nữa. Đây này, quỳ. Nào. Đeo tay đây, xem có cái hoa tay nào không có khéo ấy. Sợ, ôi. Kéo gì, kéo gì? Em kéo tay. Hoa tay. Kéo tay nữa. Nó nhận nó làm. Ừ, em đấy. À, đây, thằng nào, giết cô thằng nào làm thằng to được nhỉ? Làm cái đó. Rồi. Hảo là. Giòn. Giòn đấy là dai giòn sật sật à? Dai giòn sật sật. Dai giòn sật sật. Thử miếng đi anh. À. Chưa đặt ra thì có thể không bảo ướp vừa rồi. Muối à, không từng móng mà. Cái này chừng muối à? Không hôi như của nấm bò không? Đây là nấm trâu đấy. Ủa, anh nhớ được trâu. Ê, anh con. Ăn nấm không? Này, 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 lấy đi ạ, à, lấy đi ăn đâu? Như kiểu là... Không, không, không. Không, không, không. Ăn con bia mày. Cháu một ca bia nữa. Không có gì đấy nhỉ, ta mau nhỉ. Nấm. Béo. Béo, anh cứ béo gì? Béo trâu, ai lại nấm rồi. Béo? Hấp dẫn đấy nhỉ? Không, không, không có rau thơm à? Không, hôm nay thì có thịt không? Không là thịt. Làm gì có thịt đâu, béo á. Còn ta nữa. Chờ, số tên như hết ca nhỉ? Món đấy nhỉ? Đây là chim chim nhỉ? Chim nhỉ? Chim nhỉ? Cày lắm. Cày á? Cày mấy? Ngon mà cày lắm. Bia đen à? Bia đen. Bia đen. Bia đen, bia đen. Bia Coca-Cola. Làm tí mẹ nó đã làm tí bia đen đấy nhỉ? Cái này. Nó phải rực rỡ hơn một tí nhỉ? Làm tí như kiểu là nó. Đồ, súp vào. Năm nay lấy vợ chứ? Không. Hết nhé. Hết nhé. Còn chả mấy khi có mùi mẻm nhỉ? Cái gì? Cái hôm trước ấy. Mẹ mẹ châu. Mẹ châu. Khoảng độ tầm anh em mình phải tầm hơn 20 năm thì chưa ăn cuốn đều. Trời. Nhỏ ăn suốt. Kiều chứ vừa ăn đều bỏ. À ừ nhỉ. Quỳ. Cho ai ngóng à. Không cho. Rồi. Ngon lắm. Đấy, béo anh chưa đấy. Anh mẻm châu. Đấy. Nhìn giống cục thịt nạc lắm nhỉ. Nhìn như thịt nạc. Không, nhìn, nhìn, không, nhìn như kiểu miếng ba chỉ ở cái đầu ngoài á. À, đồ trong á. Ăn nha chứ. Ăn thì mình biết là sao. Béo châu. Ý gì. Ôi, đấy, đấy, cho cháu cái cốc. Ăn đều không? Đồng ý ăn đều không? Mẹp mẹp. Có làm tí mẹp không? Có. Đấy, ra đây mẹp tí nào. Đây
Anh, chú cười gì nhỉ? Cười. Anh, ok, anh được thì cái cốc này. Đây là cái gì nhỉ? Bú 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 bú. Đây là cho đây. Đây là cũng đồ bú nhé. Đầu đấy. Dài ấy. Dài rồi, cắn vào thử cho con nghe. Vâng. Cắn vào ra thử trước cho. Vâng. Cắn. Con nhau vào nhớ. Đây. Thử xem nó cửa cửa cắn thật cơ. Đây này. Con như thế. Ừ. Tổng dính cho cân nó dài. Ui trời, mình ướt thế á. Con trâu nó ướt kia. Ha. Thôi, ướt rồi. Cảnh nó ướt nó bị cay. Ok. Rô. À thế à, 100% nhá. Ok. Cái này mà đây là mặt hàng này mà ai mà đi nhờ nhân đạo phản phốt tại công biểu ơi. Đi đâu đâu. Đây là xin giới thiệu với mọi người, đây là khu trung tâm thương mại mang tên Bảy Hải chuyên sản xuất bia rượu Á Đông. Bia không phải sản xuất gọi là khu vui chơi giải trí và cung cấp cho người tiêu dùng, cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng trên đây quanh năm bia rượu. Uống bia rượu không biết chán. Sai rồi. Sai. Chỉ biết sai thôi. Thế ăn đi. Hôm nay lại ngán à? No. No với gì? Cái món này cũng ngấy đâu. Em ăn từ cái lúc nào lắm rồi. Ăn vú là khi mà no được. No. No quá. Cái này mà cho ăn một tiêm vào nhỉ? Ăn ngon. Chú cảm thấy no. Đâu, mới đầu em định kiếm cục kiến cho đốt đã. Nhưng mà không có. Hết cục kiến rồi. Hết cục kiến này à? Cục kiến là tháng 3 đúng không? Có mấy đồ có. Có, giảm hết rồi. Giảm hết. Ở ngoài đồ ấy, cái nước quả rừng keo hả? Rừng keo như tạc kiến đỏ ấy. Kiến đỏ lá, cái lá gì? Kiến đấy bọn nó mày cũng đang ăn. Thôi, ăn cái kiến đấy. Có mà. Đang ăn kia đấy. Nó quay luôn đi kìa. Đi đi. Mai cháu. Không, anh đi bán. Nó làm ở sắp như cái nước mà nó ấm ấm. Không. Chắc chắn là chùm lá. Nó không phải cái tổ như đâu. Ăn cái tổ đấy mà chúng phải bắt được bọn nó mới là tổ. Chùm lá đấy á? Ừ. Thôi. Đấy là chấm được. Đấy chấm được nó đâu. Thôi. Thôi. Kiến nó đỏ. Và nó đỏ. Nó đỏ đấy. Kéo lá nhá. Kéo lá kéo được đấy. Thôi. Kiến nó cắt ra được. Kinh ơi. Cháu là thế em. Cái tụng nó hay làm cái tụng lá nó to đấy. Ừ đúng rồi, cái cây mục cái nước nó làm vào. Đê. Ok, anh hỏi tao nhé. Thế là những cua người ta thải sang đây để thải. Đây thải. Cái lúc mà định đưa về chưa thải ấy, là cái gọi là cái vú này nó to không? Còn này không? Đây đây. Đây, một nửa đấy, đây một nửa đấy, đây là lên trời. Đấy, đấy, lúc mua mua người ta đưa cho định phải cầm hai tay à? Ờ, từng cỗ này đến. Cái vú cầm này á? Ôm như này ý. Ôm cầm này. Được nửa cái xe lôi rồi hả? Anh Cường bảo là bán cho thịt. Ok, thịt rô miệng á. Thịt miệng à? Thịt. Hôm nay lên rồi hết thịt. Thịt phải dành được thịt miệng. Đây. Đây. Rô. Ok. Rô. Thịt kia mà nhìn cái ngon. Thịt vớt. Bế. Thôi. Chả lông đuôi đuôi mới đâu mới nhổ ra nhưng mới nhổ đâu mới thay đấy. Ok thôi để cháu tụi nó không ngon à. Nhắc năm miếng bảo á rồi miếng bảo nó ngon ngon ăn nó ngon tiêu mới nhỉ anh nhỉ. Giòn ăn giòn lắm nhưng mà nó ok chào cả mọi người nha. Rồi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây rồi. Ok. Đó. Mình để lại cho anh. Bye. Ok, comment. Đăng ký kênh rồi. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, ông Bảy.
tắt chìa khóa. Đấy, là có người thử xe kìa. Ơi, hết đi anh, hết đi. Thế còn về rồi. Ôi, món này hôm nay... ăn cho anh. Đứng nhà đi sướng hết nhỉ. Nhưng mà hứng. Nào, chú lấy món này hôm nay thế nào? Ok. Anh. Được, món em ạ. Em làm món gì? Tưởng nghệ như, anh tưởng nghệ như. Ờ, chào anh nghe nhá. Bye bye.